Hôm nay mình sẽ đi Vũng Tàu. Hiện tại mình đang ở biển Long Hải. Lúc đầu mình ra Hồ Cốc, mình ra Hồ Cốc định ra ngoài đó Bình Minh mà thấy toàn là resort, không không thấy chỗ nào để đó Bình Minh hết. Cái nên giờ mình sẽ quay về Vũng Tàu ăn uống. Ở đây giờ mình sẽ đi ra một cái bãi đá để chụp hình cùng người mẫu. Quá trời luôn, tôm thịt. Đây là một phần 60k nha mấy bạn. Mấy bạn không thích. Đây là bình nước mắm nha. Đây là bình nước mắm. Nếu có bình nước mắm rồi mình sẽ pha chế. Mình đang có mặt ở cột cờ Vũng Tàu, bãi sau. Để mình check in điểm này xong thì mình sẽ tiếp tục đi Bạch Vinh để chụp hình. Hiện tại mình đang tới Bạch Vinh và vé tham quan ở đây là 15.000 trên một người. Mình sẽ đi lên và tham quan. Ở đây là lên trên đây mình có thể nhìn thấy được toàn cảnh bãi trước của Vũng Tàu. Thì hiện tại thì mình đang có mặt tại đồi con heo. Một nếu tới Vũng Tàu thì hãy nên đi đồi này một lần. Đây, mình cho các bạn sẽ xem cảnh đồi con heo, từ đồi con heo nhìn xuống biển Vũng Tàu.
thì mình đang trên đường đi lên ngọn Hải Đăng và ăn dâu cô tiên. Chứ mình sẽ lên quay dâu ngon lắm, dâu với một gà lòng đào bao ngon luôn. Nãy giờ trên đường đi thì nó hơi khó đi chứ. Bây giờ mình sẽ lên ngọn Hải Đăng chụp hình trước, rồi xíu nữa mình sẽ xuống ăn dâu cô tiên. Mình đã tới ngọn Hải Đăng và cảm giác nó rất là bết. Giờ chỉ muốn được nằm ngủ một giấc rồi mình sẽ đi về. Đây, đây là ngọn Hải Đăng. Mình sẽ đi lên chảnh và check in. Hiện tại thì mình đã đến chỗ dâu cô tiên. Bây giờ mình sẽ đi mua dâu. Trứng gà mình bán thì 7.000 cái rồi đó. Có số luôn là 92. Mới chiều nay đánh nha. Nói vậy nhìn đi, là thiệt. Rồi lấy em 3 hũ dâu với 2 trứng gà. Lấy chung lấy muỗng giùm chị nha. Em lấy nhiêu hả chị? 15 trứng. 15 trứng 26. 7.000 một củ dâu và 7.000 một cái trứng. Xin chào, đây là địa điểm cuối. Hiện tại mình đang ở Bờ Sữa Long Thành 3, cũng là một địa điểm cuối cùng của mình đến ngày hôm nay. Chuyến đi hôm nay chỉ kết thúc, đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các bạn.